Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh của Liga Auto. Hôm nay Quân lại vừa về thêm một chiếc xe đến từ nhà Toyota, đó là chiếc Innova 2020 phiên bản số sàn màu bạc. Và bây giờ chiếc xe này liệu có đáng 590 triệu có đáng để mua hay không thì mọi người hãy cùng Quân đi dạo một vòng để đánh giá về chất lượng của chiếc xe. Xin mời quý anh chị, một chiếc xe gia đình nha quý anh chị. Innova thì đâu đó khoảng 80% là chạy kinh doanh dịch vụ. Nhưng ở đây chiếc xe này mang biển số là 64 Vĩnh Long, có màu bạc, sản xuất 2020, thì chạy gia đình nha, không kinh doanh, không taxi một ngày nào luôn. 2020 tới giờ thì odo chỉ mới chuẩn là 70.000 km nha, 7 vạn rồi. Đó, xe có màu bạc, biển 64A, một chủ từ đầu luôn quý anh chị. Xe được mua tại Toyota An Thành Fukushima nha quý anh chị. Xe bảo dưỡng lịch sử hãng bảo dưỡng full luôn, anh chị hoàn toàn yên tâm về con xe này. Thì bên Quân là chuyên lấy những cái dòng xe đẹp lướt về để bán cho người dùng. Những cái xe mà lỗi như hạ động cơ, thủy kích, ngập nước là ba vấn đề này bên Quân sẽ không mua. Và ví dụ như những cái tai nạn mà ảnh hưởng tới kết cấu khung gầm thì bên Quân cũng không mua những cái dòng xe như vậy. Để đến tay người tiêu dùng thì bên Quân đã kiểm tra rất là tỉ mỉ rồi, thì anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Thì xe còn đẹp như thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sơ về phần nội thất của chiếc xe. Xe có lên phim cách nhiệt rồi, lên vẻ che mưa. Có nội thất màu được bọc da, màu da bò nha quý anh chị. Xe có lên simili, lót sàn simili rồi. Đây là cái thông tin sản xuất của xe này anh chị. Sản xuất 2020 tại Toyota Vĩnh Phúc. Xe này được lên thêm trần ni lông rồi anh chị. Vô lăng cần số của chiếc xe này anh chị. Xe này còn nhám nguyên luôn nha. Xe mới chạy 76.000 km thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Xe lên thêm cái màn hình ZTAC này anh chị, rất là đẹp ha. Chúng ta nếu mà trang bị cái phụ kiện này thì mất vài chục triệu đó. Lên ghế da này, sàn simili, bọc trần, phim cách nhiệt. Ở mức tiêu hao trên xe này thì đường kẹt xe là 9,7 lít, đường ngoài đô thị là 8,1 lít thôi. Cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe Innova 2.0 phiên bản số sàn. Vô lăng tất cả mọi thứ còn rất là đẹp nha anh chị. Lên thêm cái màn hình ZTAC, màn hình này lên khoảng 7-8 triệu đó anh chị. Đó, thì bây giờ chúng ta mua thì đã được hưởng lợi từ những việc phụ kiện chủ xe trước lên ha. Con đi một vòng về cái keo chỉ này anh chị. Những đường keo chỉ còn liền lạc nhé. Đó, những đường keo chỉ còn đẹp hết nha anh chị, yên tâm ha. Bốn cửa đều còn nguyên hết. Bên Quân khi bán cho khách hàng thì cam kết bằng văn bản, có ghi trong hợp đồng, anh chị yên tâm nha. Bánh này anh chị, bánh này còn cũng rãnh còn khá là sâu nha. Anh chị hoàn toàn yên tâm ha. Xe thì đát lốp này tuần 48 của 2019 nha. Xe thì bốn vỏ zin theo xe rồi, chúng ta yên tâm. Ở phần đuôi xe thì cũng được trang bị camera lùi, bốn cảm biến. Camera lùi, bốn cảm biến theo xe, hai cảm biến sau nha anh chị. Xe còn rất là đẹp, màu bạc thì màu bạc với màu trắng, màu đồng là ba màu mà chủ đạo chiếc Innova. Đây là chiếc màu bạc này anh chị. Nếu mà chúng ta mua để chạy gia đình thì màu bạc nó rất là giữ màu nha. Rất là giữ màu nha, so với màu trắng thì về lâu dài màu trắng sẽ bị xuống màu. Đây anh chị. Tất cả những đường keo chỉ còn rất là đẹp nha. Anh chị nhìn sơ về cần số lại này, cần số của 70.000 còn nhám nguyên luôn nha. Tay thắng tay này anh chị, thắng tay cũng còn nhám nguyên. Những xe đi nhiều thì cần số củ cần số này sẽ bóng hết luôn anh chị ha. Vô lăng này anh chị, vô lăng còn rất là đẹp ha, vô lăng còn rất là đẹp luôn. Đăng ký đăng kiểm thì còn tới tháng 7 2024 nha anh chị, còn hơn một năm nữa. Đây anh chị, xe hiện tại Quân đang bán với giá là 590 triệu cho chiếc Innova 2.0 sản xuất 2020 số sàn màu bạc tỉnh Vĩnh Long. Anh chị nào ở Vĩnh Long thì để lại biển số. Anh chị nào ở khác tỉnh thì Quân bao rút gốc cho mình nha. Quân cam kết bằng văn bản, bao test hãng trên toàn quốc luôn. Rồi vừa rồi là chúng ta vừa đi một vòng kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Thì nếu như anh chị quan tâm mẫu xe Innova 8 chỗ ngồi thì cứ tới coi xe, trải nghiệm xe. Khi thích xe rồi thì chúng ta bàn về vấn đề giá nha. Giá Quân có hướng thương lượng thêm, anh chị yên tâm. Bên Quân có thu cũ và đổi mới luôn, xe có hỗ trợ ngân hàng. Rồi cảm ơn tất cả quý anh chị đã coi video.